Chào bạn nha các bạn. Chào bạn nha. Sau chuyến đi sinh tồn về nha các bạn, ba anh em mình giờ sao thông minh quá trời lên level các bạn ơi. Có nhiều ý tưởng quá trời luôn rồi. Hôm nay ba anh em mình thống nhất lại ba cái đầu thành một cái đầu nha các bạn. Ông Sàm không xui cũng què nha các bạn. Lại nên hồn núi cao mà bên. Hôm nay rồi xong mà Sàm có điện thoại ông vô nãy một tiếng mấy đồng hồ chưa ra nha các bạn. Đó, giờ anh em mình có suy nghĩ một cái màn tròn rồi gửi đến ổng nha các bạn. Nếu các bạn muốn biết cái màn tròn này diễn biến như thế nào các bạn theo chân mình nha. Hôm nay có một màn tròn thiệt là hấp dẫn, thiệt là bá đạo màn tròn từ đó luôn chưa bao giờ làm các bạn. Cái này là đi vào lòng đất. Nếu anh em mình có làm gì quá đáng các bạn thông cảm cho anh em mình nha. Nói chung là cái màn tròn này mình cảnh báo các bạn nhỏ là không học theo nha các bạn. Thì màn tròn này hơi nguy hiểm xíu nên là các bạn nhỏ hay bạn lớn xíu đừng học theo nha. Bây giờ anh em mình sẽ đặt máy quay, giờ anh ra anh xịn bánh xe anh đi. Okay. Em ra giờ anh đặt máy quay nha các bạn. Một cái bạn bây giờ anh em mình sẽ đặt máy quay để anh em mình rất tàu vụ như vậy các bạn. Xong xuôi chơi xong xét xong xuôi chơi ngày mai. Chiến không? A few moments later. Lâu dữ đại ca, khoảng mấy 2 tiếng rồi ba. Khoảng bắt được quạt luôn, hai đứa con mát. Trời ơi, sao bắt quạt cho tôi mát? Ủ hổng, cá không thở nực, quá nực, không có đủ đậu. Anh em ở đây cũng nực nè, bắt quạt cho mát đi. Có bốn mùa luôn, bốn chắc là gió, còn gì nữa bắt quạt, thèm nực quá. Sao ông bắt tối không có ra luôn, giờ chiều mẹ không vậy? Chồng ông uống sữa hả? Thôi thèm, bắt quạt. Khoan, bắt quạt lên, cho hai đứa con ngủ, cá không thấm rồi, phải 2 cái. Lực bùa hô tháo chẹt. Lại đại ca, quá đại ca ơi. Mệt. Quá mệt. Mới đi. Sao chưa? Đâu? Đi bắt cá. Nãy giờ anh em lại đi bắt cá. Cái thẻ này, cái tay đi bắt cá cuốn. Nãy giờ anh em lại đây là chiều làm gì gọi đi bắt cá, bắt cá luôn nè. Nấu ăn. Bắt cá đi, về đây mình làm món ăn gì đây. Quá chiều rồi, bắt cá chạy thèm vậy hả? Giờ này bắt cá rồi đó nè. Giờ này mới có nhiêu đâu. Bắt cá mà bắt xíu. Mới có nhiêu đâu, 4 giờ chứ nhiêu. Bắt cá thì nhiêu rồi, phải bắt mà chợ rồi, bắt cái con liệt thiệt vậy hả? Bắt cái đâu? Là cái mương, hai cái mương bực cho bá, cái đó. Đúng hả? Ừ. Bắt đi. Cái chạy đó hả? Cái chạy đó hả? Thì đắn một cá. Một cá. To hả? Ừ. Không nổi, đậu khổ rồi, chừng nào mới có ăn cuốn. Đậu xanh cái mương cái bên nữa chi. Nó hèn nhóc chơi mò lâu lắm rồi. Bắt nhiêu cái chạy chạy đậu không biết cái này. Cái chạy nè. Thèm nha. Có chạy đem theo kéo luôn. Đem theo cái chạy hả? Vậy cái hao với cái chạy đi. Muốn mò mò kéo kéo à. Kéo lưới được không? Vậy? Cái lưới được không? Lưới chảy rồi. Mượn lại. Chảo này nông dân kêu phải xa lắm. Rồi này ngoài cũng 30 giây đẹp. Cũng có chạy sẵn nè. Kéo chạy sẵn đi, chạy kéo luôn. Chạy mượn mà. Vừa kéo vừa mò luôn. Trời, cái tiền ben chứ đẹp ghế gì vậy? Chạy bự quá. Rất tiền ben. Gách điện hồi nữa không cắn lại. Không không nhớ mình giá lại gọi gì. Đi về dạ, mà giá 8 lần mà kéo cũng gách 10 lần. Đi gì thèm nha. Đi kéo như này làm gì trời. Bây giờ mình bắt trước đi rồi mình kéo sao? Đó là nếu mà bắt có. Đúng rồi. Chơi là đi tắm mương cho mát rồi, đực quá trời đực rồi. Quá trời đực, đúng rồi, em nói đúng luôn, đúng ý anh luôn á. Quá trời đực á. Giờ nhảy xuống cái mát rửa luôn, xuống. Hết như vậy. Hết nó thèm nặng không hết đâu. Không hết đâu rồi. Cái mãi có gì bắt nó luôn. Đi. Cái thèm giờ nãy giờ không điện tao kêu sớm ra chạy thèm nha. Đây còn được nè, giờ đây còn kịp nè. Chuyện nãy giờ mà. Đêm làm ăn tối xuống không sao. Bắt tay không thì cho nó hay vậy. Thì đi đáng chứ. Bắt tay bắt tay không mà bắt được nhiều mà ăn được nhiều mà clip nó hay. Ê, trời ơi, bắt tay không? Ừ chứ, mày kéo chài hoài nó cũng bị nhàm nữa. Thì đó, tôi kêu. Bắt học hang. Okay. Mình sẽ dùng những cái bàn tay lưu luyện của mình sẽ mò, mình bóp. Chạy. Mày đặng 3 ngày nấu đi, dậu. Không, mày đặng 3 ngày nấu đi. Thì bắt tay không? Nó nhèo như chạy. Đi, lẹ nè, tốc độ nè. Mày làm cái gì hả? Cái thầy kêu nổi. Như đó mà đụng phòng. Trời ơi, mấy tao bắt thì biết rồi. Mày biết tao mà một khi tao đã sức cung rồi thì cái thao này là này. Cái thao này nó cái thao bự cái kẹo có cái thao đẹp kế. Trời ơi, không mua bẹt trời. Đây gỗ xanh là cái được nè. Ừ, bự vậy nè. Ừ. Thì sao cái thao đó mày bỏ kìm mẹ đem cái thêm nữa. Cái này đừng mới vừa nha, đừng mới vừa.
Nãy giờ đi bắt cá không chịu ra số đấy thì em không bỏng ra hỏi ông đi ông mới đi mới ấy chứ. Sớm đi. Đó bóp luôn nè. Con nghe bắt cá được giật liền như vậy. Này. Nè bóp nè. Về có tiêu đồ ăn cũng ngon lành. Rồi đi. Tóc lỏng không đâu. Hả? Có khô đâu. Khô dưới ai mà dưới hến xào á ngon bồ. Ta nói hôm ấy kìa bắt hến thì nó không có hến bắt không phải. Xào. Có hến thì bắt hến, có cá bắt cá cái gì bắt chứ. Mình bắt mình lộn mình lấy ra em xào. Rồi đi nè. Rồi đi đi. Thì bắt trước đi rồi tính tính. Về chiều rồi đi tắm cho mấy hôm nay. Đi đi, đi tốc độ đi nào. Nó không còn nhiều thời gian nữa rồi. Rồi chết bài. Không có xe nét cố. Xe mày lỗng mẹ luôn, nó đi trời. Bây giờ đi leo quay xuống rồi đi heo mấy bạn đi heo là bạn giờ bạn đi heo theo dõi tụi mình coi mấy anh trong cho nóng gì vậy bạn. A few moments later. Bây giờ đồ nổi lên bỉnh. Tao đi nữa. Rồi kêu tao cho mày chở tao
nghi nghi rồi đậu không có cùng chín tàn nữa trời. Xuống mỏi xeo lên kìa. Đủ đi hỏi có xài được lúc trời. Không hơi đi hỏi chống nước hơi bánh luôn rồi đậu. Đủ đi hỏi đỉnh trời. Chạy núi nữa mới đã xem chạy ngon luôn á. Cụ đài tao thiệt chứ đậu phộng tao kêu mà đưa tao cho mày chở tao nghi nghi rồi mà đủ phộng tao thì nó bắt luôn đi trời. Má ngu dưới trời. Xe chạy đã không biết sướng không. Không gì chứ xe nó xì không lấy xe không xe đâu đi. Mày không luôn hả vậy? À không đâu. Tự nhiên không chạy xuống dưới lại biết đâu. Ê, bây giờ đậu nổi lên đỉnh kìa. Xe tôi đang làm gì lúng, gió mới luôn á, làm gì lúng. Lên. Làm gì tao lặng bằng cái đầu. Trời ơi, trời ơi, đâu rồi? Đâu rồi? Bây giờ bánh bánh đi 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 đậu không có con mẹ đâu mày chạy đẹp trái sao mày đem bánh dụng đi mày. Ôi mày mày đem xe ra rồi kêu bánh mày chạy bánh dụng đi đậu không thôi. Rồi rồi nó đâu rồi này. Cái xe ông đòi. Cái xe ông đâu mình mới mặn rồi. Chạy cho mày đậu không sao cho liếu biểu chết ghê vậy nó hiểu trời. Giờ tôi sẽ giúp ông chuyện. Bắt cái đầu này cho sạch. Đâu rồi. Ủa tao lăn xe cho mà tao lăn đâu. Đâu rồi? Ủa xe đâu rồi? Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đâu rồi đây? Các bạn có thấy các bạn cho mình đến với Hánh Sạm rồi. Cái gì cứ gỡ các bạn cho mình like lại mình lần nha. Có gì quá đáng lại cho mình xin lỗi ạ. Chạy luôn. Thua luôn. Ai lôi? Ông tiểu lôi đi chứ. Bây giờ xe tự lên đi. Lên đi. Lên đi. Quay đâu xua lên. Ai chạy xuống chứ. Còn chưa chạy đủ không có tiêu xe rồi. Ông còn bực gì dài nữa đâu mới bực đây hả. Lẹ đi cái xấu lôi mất tiêu xe ra. Cái xấu là lôi nhau. Hồi xuống lôi tiếp xe ông điểm này. Xuống lôi tiếp ông nha các bạn ơi. Xuống lôi tiếp xe ông điểm này. Có chơi có chịu đây. Ok. Rồi chào bạn nhau, xuống giờ xuống rồi tiếp xe ông nhau. Má chết, đâu có chạy đâu. Không chạy chết, xuống rồi tiếp xe ông lên kìa, nói gì nữa. Ba tôi bộ ông nè, nói gì nữa. Mỗi mốt ngày mà mày kêu sao lấy xe đi nữa nha, đậu. Không đó. Để hồi em mới mốt xe lại chạy á, đậu. Ông mà xe ông đi mới sướng, bạn ơi. Mày nói bị gì đó. Mốt lấy xe ông đi mới sướng, để tôi chở nha. Trời ơi, dây mốt bằng xe nào để chạy á. Ông mà mốt lấy xe ông tôi chở mới sướng. Hộp của ai để chạy đây, đậu. Sợ quá. Kéo lên thôi. Đây nè. Nó lên. Đâu? Lặn xuống. Ở đây rồi ba. Ông rồi làm sao mà kéo. Ông quên cái đậu mốt vui gì với ngoại trời. Tự nhiên thích quay thì tôi quay chứ. Qua cứ vợ gì mà vui quay mà. Tôi hết quay tôi quay. Vậy. Anh hai làm sao? Cách tao được 1 tấn rồi. Không lên cho tôi lôi. Rồi lên nè. À. Lên nha bạn ơi. Lôi kìa, lôi kìa bạn, lôi xe kìa. Trời ơi, xe chìm dưới đây là dương rồi. Xe đâu rồi? Nè. Xe ơi. Cái đầu đen vậy anh ta. Trời ơi, đầu đen sẽ bị giết cậu. Đây đây đây. Đi anh em mình nè, đem bán sử dụng luôn, đi uống bia không được mày. Đem về anh em mình đi bán dụng, uống bia không được, đi đi đi. Ô xe bên đẹp trai đi, đẹp nó đẹp nữa, không quá đẹp luôn, đi lên lên. Đây đây anh em bán sử dụng luôn rồi, anh em mình đi uống bia không được nhau không? Ok. Uống bia không được trời. Ok, đi đi. Đã nha. Còn gì nữa đâu mà không biết sầu. Cái đầu này xe đẹp cái hả? Xe Honda phải tưởng lên trên tàu lặn nghe đậu. Trời ơi, chợ đang đi dùng cái bài xe đẹp nha. Một chiếc kia mà giờ thành chiếc mô tô nha bạn. Cái này mà đi vượt đồ vượt xe luôn nha. Xe cũng tụi bay nữa. Nè 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 nè. Ê, lộn nhau, lộn nhau mấy tôi nha. Lộn. Mà nó vui. Không, mà nó vui lắm cái gì vậy? Đem lên. Đem lên nè. Ôi, đem lên tí, sao đem lên được? Trời, đậu không biết xe lái hết biết gì trời. Đem lên nè. Lên lên lên. Đây. Nè nè. Ok. Nhắc đầu lên trước đi. Ừ. Đưa đầu vô chỗ đây. Ok. Gì mà cái. Bố quái. Để đâu tôi cho. Lên. Lên ra lên nha. Chú không chơi với em. Em chơi đâu anh hai. Rồi lăn bánh lên đi. Rồi.
lên. Rồi lăn bánh đi. À, lên đi. Lên đây nha. Đẩy lên là lớn à. Ừ. Tiếp nha. Ừ. Rồi, lôi đó nè anh hai. Số chưa? Xe ông vừa hết số luôn rồi. Còn ga không ạ? Đúng. Đúng rồi. Lên. Ủa? Ê. Đậu bông. Quá đã. Rồi. Quá đẹp bay bắt sử dụng đi. Xe đẹp gái vậy. Xe quá đẹp luôn anh ơi. Ờ, xe đẹp còn nhà đưa nha anh. Anh em mình đi rút xăng rút nhớt rồi hai cái mỏ xét nhỏ mày ơi. Mấy xe ra đi giao đáng đi. Dạo đại. Nói chung là ba đêm tôi có chịu đi mà sao đi sửa thôi, coi đâu. Tôi giao được kiểu ba anh em tôi đi sửa không nữa hay vậy. Tôi mới luôn nha. Ok, tôi sẽ tôi đại cái giá ba bán chiếc xe này 100k. Ai mua cho mình. Ok, chút nữa game nha. Ok. Kích động. Mệt nha. Lấy xe mệt ghé mặt cái nặng nhé. Nói chung là anh em mình chơi bỏ ở một cú này thật là mãn ngủ các bạn. Giờ đồ đạc nghỉ châu lĩnh bánh chân. Ok ok ok. Bây giờ nói chung là anh em mình dắt xe ông đi sửa bay. Nhớ nha mấy quần. Mấy bố lấy xe đập chạy gì thấm luôn. Có hả? À, đi. Đi cho con quay luôn. Đi dắt xe ông đi sửa bay. Đồ không chơi phát một cái đầu đèn bánh chạy luôn. Thôi giờ mình dắt cái xe ông sửa bạn ơi. Rồi đó chơi chịu chơi ta đi giải trí thôi chứ.